Xin kính chào các bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Hóa Đá Cao Nguyên. Các bác thân mến, hôm nay thì có một cái món quà từ cô Nguyễn Thị Như ở trong Đắk Lắk có gửi qua kênh Hóa Đá Cao Nguyên và nhờ anh em mang vào trong nhà A Hoa. Và hôm nay thì lại được sự đồng hành cùng với Nắng Mai TV các bạn. Đây, có một món quà. Đấy, anh em cũng chưa mở đâu. Đấy, sáng nay thì tranh thủ chạy vào cầm cho anh Hoa. Chị Như ở trong Đắk Lắk. À, Hòa có nhà. Cháu Khơm xin chào quý khán giả trên kênh của anh Công Đức. Hiện tại thì rất là vui các anh đến lại có thêm món quà đến cho A Hòa. Em Khơm thì sáng nay có lên sớm ở đây cùng A Hòa, gọi là cùng A Hòa chiến đấu tiếp những cái phần việc còn lại. Đấy, hiện tại là tương đối là nhem nhuốc do là anh em đang vận chuyển bột mọi người ạ. Khơm thì kết thúc cái video trước các anh rồi mà vẫn phải nán lại để giúp gia đình chuyển bột, có một mình anh làm thôi. Cậu chuẩn anh bị đang này lát được một chút rồi nhưng mà đang thiếu vật liệu, em đang bổ sung. Và hai nữa thì các bác với lại các anh biết rồi đấy, anh Hòa thì không có nhân lực nào cả. So với các gia đình khác thì rất là nhiều bà con hỗ trợ nhưng anh Hòa thì phải gọi là không có ai đấy. Nhưng là không là không cũng phải tiện giúp anh ấy, đường xá cũng tiện. Anh Hòa thì đang chuyển đây, anh mang món quà lên nhà chính luôn, tham quan luôn xem nhà em làm đợt này chuẩn không. Xin chào A Hòa. Quá đẹp nhỉ, chát xong hết rồi. Nghỉ một tí uống nước đã anh Hòa. Sáng từ sáng giờ thì các bác xem kênh Khơm cũng biết rồi. Chuyển được tương đối là bột rồi. Còn sáng thì ví dụ còn một đống thì đến thời điểm hiện tại là còn một nửa đống thôi mọi người. Nghỉ có nước uống chưa? Vợ đun nước chưa? Có nặng không em? Anh Hòa có quà nhá. Lại được các cô các bác cho quà đây. Đây, nghỉ nghỉ một tí đã, em cũng mệt quá rồi. Hơi đau lưng rồi. Nhà đẹp quá nhỉ. Làm nhà anh Hòa như kiểu làm nhà A Khâm ấy. Đúng rồi. Anh Hòa lên đây ngủ à? Anh Hòa thì lên đây ngủ rồi. Đấy, hôm qua thì nếu mà có vật liệu thì là khả năng là sáng hôm nay nữa là hòm hòm rồi. Nhưng mà vật liệu là thật sự là cũng cho lên đây hết rồi. Tuy nhiên chưa chuyển hết lên đây. Ở đấy, được ngay cái chỗ để tủ quần áo. Vâng. Âm tường luôn. Phòng này thì tới nay lắp điện nữa thì trông nó mới sáng hơn được. Trước đây cũng là để cửa sổ đấy. Tuy nhiên thì là A Hòa thì cái vấn đề là cửa sổ là lúc nào cũng không muốn để đấy. Lúc nào không muốn để thì thôi thì cái này thì đằng sau thì hàng xóm bà con nói xóm A Hòa thì nói thế này sợ rằng là người ta thì không thích mình. Cái này cũng phải chia sẻ thẳng thắn trên video luôn này là hàng xóm cũng thích anh Hòa thì anh ấy là sợ rằng là cửa kính chẳng hạn thì sợ họ đập. Được. Hai nữa kể cả cửa nhôm thì buổi tối nó đang ngủ nó đập một cái giật mình không thích. Cửa, nếu mà cửa tôn kia cũng thế, gõ vào nó kêu lắm. Hai nữa là nếu mà có để ra thì cũng sợ rằng là người ta không thích ấy. Mình đi đâu chẳng hạn, người ta vứt cái gì phóng úy gì nó vào, nó gia đình không thích thì thôi. Em thì cũng cái ngôi nhà này gần như theo ý kiến của em hết. Có một vài gái cũng chiều cho gia chủ một tí thì là thôi cũng không để gia đình thích như này hơn mình để như này cho. Không, nhưng mà chung quy lại thì không để cửa sổ thì nó sẽ hợp lý hơn vì đằng kia nó lại đúng vào cái phần cửa của họ, cửa của họ. Đối diện với lại cửa ông Sình luôn mọi người. Mà đây thì nó cũng thoáng mà. Thoáng. Thoáng. Này là đẹp rồi, này hai phòng ngủ. Chát xong trông rất là đẹp rồi. Tham quan nhà bếp tí. Anh em thợ này thì làm, phải nói thì làm mọi người làm kỹ quá. Xi măng sử dụng rất nhiều anh ạ. Bình thường là mình sử dụng khoảng 6 tấn xi. Đợt này nhà A Hòa là em dùng đến hết nhiều hơn à? 8 tấn xi rồi. 8 tấn xi rồi. Chưa tính là trước đây là xây kè nhé. Bình thường thì một cái ngôi nhà mình làm độ khoảng 120 bao thôi. 120 đến 130 bao. Nếu mà 60 mét vuông. Nhưng đợt này anh ngoài thêm cái nhà bếp thì cũng tương đối phát sinh hơn nhiều. Với lại cái này móng nó sâu. Móng sâu. Cũng sâu hơn. Móng sâu. Đá móng tốn hơn nhiều. Úi, hơn nhiều chứ anh. Đá từ dưới đến cái chỗ đào móng lên. Lên đến chỗ anh em đang đứng này. Hiện tại là cao 4 mét. Ui. Nó bằng cái nhà 2 tầng rồi. Đấy. Cao lắm. Quá cao.
đào, bởi vì là trong quá trình đào thì mọi người cũng thấy rồi, khi mà Khâm đứng xuống, Khâm 1m65, anh em mình đứng lên giơ cái tay lên nữa thì nó mới hết, thì nó khoảng được 2 mét rồi, mà từ cái dưới mặt kia xây lên bây giờ nhìn mặt đất là biết ngay nó khoảng 2m8 nữa. Ủa hết nhỉ, đội thợ này chát đẹp vậy. Nói chung quy lại là mấy đội thợ đợt này nó làm đều đều chuẩn. Vâng. Đến lúc làm Này là thì ốp lên lát lên xong là anh đo cửa được luôn rồi. ừ, Chỉ đấy nốt thôi. đang đang định là gọi anh đo cửa, hôm nay anh ở đây luôn thì báo anh luôn, đang tính thuê đội khác làm Thế tính thôi. thuê đội khác làm, nhưng tự nhiên bảo đòi đo luôn thì biết làm sao. Đây xong là anh Hòa khui quà xem là có những cái gì nhá. Tối một mình ngủ đây à? Sắp có nhà đẹp rồi, sắp không phải ngủ tạm bợ rồi. Tối nhớ một mình thôi nha. Lại gọi vợ lên đây thì các con ở ngủ kia nó sợ. Cô về ít cùng mình ngủ. À. Sao vậy? Nó đã ba cô ngủ ở dưới nhà đây. Vợ thì cũng thích ngủ cùng. Nhưng mà ao Cô hoài. vẫn ngủ cùng chị cô thôi. Bây giờ mình về cũng về cũng phải là ngủ Hôm nọ thì tâm sự cùng chị vào, cô thôi. nếu mà nó không yêu vợ thì vợ bảo nó đi yêu thằng khác. Thế thì lại phải yêu. Yêu thì lại phải đẻ. Thôi cho ít ít thôi. Thế nào, đun nước chưa? Cái này nước có sôi đâu. Hả? Nước này đã đun đâu? Nguội thế này không pha được chè đâu. Đun lâu rồi đi đun lại mới. Thôi mở quà Thôi đã, không ra đây cần mở đâu, quà không này. cần pha Cho đâu. anh lên một tí thôi cái này. Nước đấy đun sôi để nguội Đun cũng sôi được. để uống uống nước nguội được rồi. Cô gì nhỉ? Cô Như Như à? Cô Đắk Lắk. Rất là cảm ơn món quà từ một nơi rất là xa. Để mà gửi ra đến đây thì thường thường theo lộ trình thì nó sẽ phải mất độ khoảng 1 tuần đến chục ngày nhỉ? gửi ạ. Hôm đấy cô điện cho là được bao nhiêu hôm nhỉ Đức nhỉ? Anh Hòa ơi, chia nhau nhé. Tôi không muốn tôi làm cho các ông hút nữa đâu, bận quá. Hút thì nó bận nhà, hai nữa thì nó răng nó không thơm, mồm nó thối lắm. Khi thằng mì nó có tiền thì anh phải bảo là mì nó có tiền nó mua thuốc lào, nó mua rượu cho uống, thì còn tôi không có thì tôi chịu rồi chứ. Không có là về xin em không chị, thôi em không à, tiền thảo nhà còn hết rồi, mấy nữa làm âm thì anh Hòa trả thôi. Tôi nói thật Đúng thì âm rồi. 30 triệu rồi, à, Hòa là tự đi kiếm Lan trả dần cho thợ đi. Quần áo đúng không? Quần áo. Đây anh Hòa xem nào. Toàn quần áo đẹp này. Có cả quần áo cho trẻ con. Ui áo trắng này. Cái này cho vợ mặc à? Cho vợ. Cái này mặc đi chơi nó lại Vợ yêu thằng khác đây, mặc nó đẹp xinh quá nó lại đi quá. thêm. Bây giờ thầy yêu thằng nào, thằng nào cũng thích rồi. Thư anh Sao Hòa nó mà. chạy chạy như thế thật rồi. Bây giờ em phải là về chưa để về nó Cái này chắc anh Hòa mặc vừa à. Anh Hòa mà tùa thì nó giờ vẫn đi yêu thằng khác Đúng thôi. rồi. Đúng rồi. Đây rất là nhiều quần áo, có Đây lẽ là thì những cái bộ quần áo á, có lẽ thì là cô cũng thông tin là toàn là bộ là quần áo đúng không ạ? Nếu mà quần áo hết thì mở cho các bác được biết được rồi, bởi vì là nếu mà anh em khui ra hết thì lộn xộn quá, thì để gấp gọn lại. Tới này vào nhà mới mặc vào cái này trắng trắng này thì mặc đi chợ thôi, cái này phải vợ đẻ cho mới mặc được đúng không? Bao giờ mẹ vợ vợ Bụng nó đẻ to xong thế thì này thì không vừa đâu đúng đúng không? rồi Thích không? Thế thì cảm ơn anh này đi. Cảm ơn cô Như. Cảm ơn cô Như. Chúc cô Như mạnh khỏe thế chứ. Chúc đi.
Để đây nha, xong lúc nào anh cất đi nhá. Sắp có nhà đẹp rồi, thoải mái chỗ để rồi. Sau này lại còn nước có này đun sôi đúng không? Sôi rồi. Sôi thì rót cho khách chứ. Hay uống nước trắng nè. Có chè rất là ngon. Chè không của cô Mai ở Hà Nội cho. Chè rất ngon, tuy nhiên là nước này nguội rồi. Pha chè không ra đâu. Pha chè phải nước thật là nóng đúng không? Đúng rồi. Phải nước nhớ, sôi. Nhớ công thức pha chè em dặn chưa? Biết rồi. Biết như nào? Nói lại xem nào. Ôi, đã nói hết đâu. Cho vợ mang cho vợ đi đun đi. Tất cả những cái đồ này đều là các nhà hảo tâm cho hết. Gần như gia đình anh Hoàng là không một cái thứ gì hết anh ạ. Thế nha, dặn nha. Nước bơm về đến tận nhà thì uống xong thì rửa đây này. Bàn chải đánh sạch sẽ đi, đúng không? Đúng. Nhìn nó phải sạch thì uống nước sao nó mới ngon chứ. Có uống nước, không có tiền đi mua uống nước vậy. Thế tự đi kiếm tiền đi mua uống nước thôi. Hết tiền rồi. Khôn lắm. Cười đấy. Thực ra thì lúc nào thì bắt đầu cắp xong, quay xong video, bắt đầu về thì anh Hoàng à, không có thức ăn rồi. Không có thì bảo em làm gì. Rất là khôn. Đại ý thì đại ý là em ơi mua cho anh tí thức ăn, nhưng mà cũng không kiểu xin. Chỉ trình bày là không có thức ăn rồi. Có những hôm mình cũng giả vờ là không có thì thôi không ăn nữa. Khéo lắm. Khéo. Dạo này dạy cho vài kỹ năng bán hàng khéo. Thế này đi bán lan khả năng là bán giỏi hơn trước đây rồi. Sau khi sớm mua được một con gà, cái con gà. Mua ăn đi. Mua ăn đi. Mấy cò ấy. Hả? Sớm con nó không đủ ăn đâu. Không, bây giờ bốn anh em mình đủ ăn rồi. Không, sao họ thì họ... Trưởng thôn nó về thì một con thì... Ôi, một con mình tự ăn thôi, không ngờ gọi trưởng thôn đâu. Em giúp làm cái nhà có khu cho em ăn đây. Anh này mới làm cửa cho không lấy tiền này. Đấy, có mấy chục triệu thôi à? Nhà ủng hộ được mà. Có mấy chục triệu. Không ủng hộ anh Hòa được mà. Đúng rồi. Mỗi tội là không ủng hộ kênh Nắng Mai TV à. Hẹn ngay nhá, cố gắng là trời mát thế này thì ăn cơm xong là làm đi nhá. Anh Hòa này sinh hoạt rất là, chế độ sinh hoạt rất là tiêu chuẩn. Đấy. Đến giờ trưa ăn xong là phải nghỉ ngơi độ khoảng 2 tiếng ngủ. Cuối cùng việc cuối cùng việc việc hôm nay chưa xong, ngày mai làm tiếp. Em cứ bình tĩnh. Mình học được anh Hòa vài cái phong thái rất là điềm tĩnh, nhưng mà không thể điềm tĩnh được suốt đâu anh Hòa ơi. Cố gắng lên. Rất nhiều khán giả là thương yêu anh Hoàng. Nhiều khi là có thể là trong quá trình làm việc, trong quá trình là tâm sự bảo ban anh ngoài, có thể các bác thấy hơi gắt một tí thì các bác lại quay ra trách anh em. Thật ra là cũng muốn tốt cho anh ngoài hết thôi. Nếu mà anh em không đồng hành, có lẽ đến thời điểm hiện tại ao à, cuộc sống không biết đường như thế nào. Rất là vất vả mọi người ạ. Con rút hết đặt hạt tên à. Chúng ta cái này mấy mà xong rồi. Đằng này nhà này thì cao hơn thêm một hàng gạch. Nhà của anh Hòa thì có mỗi góc bên kia là nó gần như bây giờ nó không thấp hơn đường mọi người. Sau quá trình xử lý thì bề ổn hết rồi. Nhưng cái khu vực bên này thì cao hơn đường rất là nhiều. Sới này anh có lẽ thì là anh lên đo cửa để anh sẽ đo phần lan can luôn. Can rồi là B40 cho quây kín hết đi. Mọi thứ sắp xong rồi, hôm nọ cái mái bị chê quá. Chắc trừ tiền. Rồi tính mà trừ tiền nữa mọi người, tiết kiệm anh Hòa được thêm cân gạo. hôm vào làm lốt thì cũng có quay phim. Có bác khán giả bảo là làm là không có trình độ. Tuy nhiên thì nó dựa vào cái thế nhà thôi, nó dựa vào cái hình thù của ngôi nhà thôi. Chứ còn làm đẹp thì ai cũng muốn đẹp. Đấy. Còn lên như thế này thì
anh em mà vẫn còn chơi xấu nữa thì thôi cũng đành phải chịu thôi, tay đành nghề chỉ chịu, được được cũng đến đành phải chịu trừ tiền thôi cũng nhỉ. đành phải chịu trừ tiền thôi. Cũng có nhiều người nói vì bữa trước là mình chưa hoàn thiện, nhưng mà sau khi thì là hoàn thiện xong hết thì anh em đăng những video lên để các bác đánh giá thì cũng nhận lại những cái phản hồi tích cực rồi. Quả thật thì thưa với mọi người, những cái ngôi nhà khác anh em mình đều làm vuông vắn chỉnh chu hết. Ví dụ như các bác xem nhà từ nhà, tất cả các ngôi nhà gần như nhà nào cũng được vuông vắn hết. Có mỗi nhà này thì là từ ban đầu cái đất nó gặm nhấm sẵn rồi. Đấy, các bác bảo là làm gặm nhấm thì cháu Cơm xin xin được sử dụng lại cái từ mái gặm nhấm. Đấy, thì mọi người phải hiểu là cái đất nó đã từ ban đầu nó đã lồi lõm rồi, nó chỗ thiếu chỗ thừa. Thì cái ngôi nhà của A Hòa mới sinh ra những cái chỗ, những cái tủ âm rồi những cái nhà kho mà nó chỗ thì dưới thì rộng bên trên thì hẹp. Đấy. Thì mọi người phải hiểu rằng là cái mái thì làm theo cái thế thì nhà thì nó thành ra nó khó. Bữa trước thì đang lấy ý kiến của mọi người thì các bác gọi mình mà làm đua giàn hết bên kia, bởi vì phần đường thì cũng chả ai đi lại thì cũng không vướng đến. Tuy nhiên thì đua ra thì nó trúng cái dây điện thì anh em cũng không có làm, thôi cứ làm theo cái thế này sẵn ấy. Miễn sao là nước ở trên phần mái kia rơi xuống nó không vào sân mình là được, nó không thể vào được. Vì là cái mái ấy, thì là một đầu nó đua ra dài thì bao giờ là nó cũng bị xuống thấp hơn. Vâng. Cái đầu mà nó đua ra ngắn thì nó sẽ bị cao hơn. Cái thứ hai nữa là cái hôm làm thì nó cũng chưa xong. Đấy, em Công cũng đã nói trên kênh là đã bị Nắng Mai TV là chê rồi. Chê là bảo làm là sao anh làm thế này thế kia, nhưng mà nói thật sự các bác là bao giờ cũng mong là các bác cố gắng là xem kỹ video từ đầu đến cuối. Anh em làm bao giờ mà khi hoàn thiện bàn giao rồi mà vẫn còn bị chê thì mới đấy mới gọi là làm không được. Còn trong quá trình làm thì nó phải dần dần đấy, nó mới xong được. Kể cả hôm mà đây anh làm thì chưa xong hết đâu, thì anh đã lại phải đi về này cho anh em thợ làm thôi đấy. Còn đây cái phần đằng trước đây thì do là cái phần tôn ấy nó không được bằng nhau này, mình cắt đi là cái xốp nó sẽ bằng tịt với lại cái phần phần tôn đấy, nên là anh sẽ cho anh em là úp một cái tấm úp chạy đằng trước kia, nhìn nó chắn nó thành một cái bờ luôn. Các bác cũng hết sức thông cảm, bởi vì làm cái mái nhà ao mà cũng không may đợt mình làm là anh còn gần bị rơi. Hai nữa thì là đợt đấy không biết đặt tôn gì lại bị thiếu mất hai tấm. Hai tấm. Nếu mà có sẵn thì anh làm một lúc là được luôn rồi, không đến nỗi là anh em ghi hình lên để mọi người tập quán như là không là những người check đầu tiên. Khán giả thì là những người chắc khi mà phát video được anh em mình sáng lên thì mới bắt đầu là thấy trời ơi sao nhìn nhảm nhở này và khởi ấy. Quay này lên thì khẳng chết dở rồi. Các bác kiểu gì là các bác cũng sẽ mắng, sẽ có những cái bình luận là tiêu cực rồi. Thì tắt đi để anh gọi cho anh Công, sáng em gọi cho anh luôn. Sáng làm cái mái cho em như thế này, chụp hình các thứ gửi vào như này không nó xấu quá anh ạ. Tính là thuê luôn, tối này không thuê nữa làm thế này, không thuê nữa đâu. Tí thì mất việc. Cũng chỉ có một hoặc là hai cái bình luận gọi là trái chiều thôi, còn đại đa số thì các bác khán giả có lẽ là theo dõi kênh anh em mình từ đầu thì rất là quý, rất là trân trọng những cái việc mà anh em đang làm. Nên là cũng rất là nhiều các bác khán giả vào cũng bảo vệ. Tuy nhiên thì đấy, bây giờ hoàn thiện tí nữa anh em sẽ quay một chút ở ngoài cho mọi người xem, để xem là anh em làm như này có ok không. Còn đây thì cái thế đất thì nó hơi chéo, nó không tránh được cái việc là nó hơi cảm giác nó chéo chéo nghiêng nghiêng. Vâng, nó là hình vòng cung ở bên này sang mà. Đấy, nó bị lượn lượn. Thực ra thì em cũng quay nhiều lắm rồi, mấy video là khi sau là em phải quay xem con bác nào bác chê không. Cái này anh chát hết rồi, em lấy tấm lợp rồi. Em lấy rồi anh ạ. À, bữa nào anh lên gia công cửa cán thì anh hộ em. Hôm nay xem tiến hành là làm một buổi cho em thôi. Cố gắng vào làm ngày nữa thôi. Xa xiếc ở đây đủ chưa nhỉ? Đủ hết rồi mà. Hôm nọ anh mang vào thêm. Ông Hòa, về đây hỏi em nào. Sao em bảo để một cái ô thoáng đây cho anh cho thợ bịt vào. Không cười đâu, nghiêm túc đấy. Tại sao? Lý do là trình bày lý do là lý do chính đáng thì không nói nữa.
Không biết nói ra em bảo em để một cái ô ở đây cho anh tới này anh đốt củi ấy, khói nó bay ra ngoài nhá. Đợi thì sao sợ quá. Có ngày về này ngày cho cái gì vào đây nó mình không biết. Sao nó chạy đi luôn, bây giờ mình đã nhìn thấy mình đi cái đây này đi mình đi xe sau nó đi ở đâu mình thấy. Cái này thì kênh Nắng Mai cũng chưa chia sẻ lên đâu, nhưng mà hôm nay anh Công anh Đức ghi hình thì mới nhân tiện thì hỏi anh Hòa lý do thôi. Lý do là sợ người ta bỏ cái gì vào đây à? Ừ. Giống như hôm nọ cái con chó nó về đây nó là đây đúng không? Thì họ bỏ cái đấy vào đây, đang nấu cơm thì nó bỏ vào bát mình luôn đúng không? Thực ra để thì nó... Đây. Tới này sẽ là một cái khu đốt củi ở đây này. Không làm dưới bên kia đâu. Tường đen hết đấy. Là chỗ đấy thôi. Ôi, tường đẹp như này, nhiên đốt củi cũng sót như không. Chát chít đẹp, nhưng mà bây giờ thì A Hòa thì sống từ trước đến giờ thì đốt củi mình không làm không được. Nông thôn thì bắt buộc phải có bếp củi rồi, nhưng mà làm ra đây là quá hợp lý rồi. Thành một cái kho, bếp này. Đây sẽ là cái khu vực đốt củi. Tới này thì sẽ bảo thợ là xây một cái bờ kè bé lên. Chỗ này anh em mình sẽ không có láng nền nữa, để nguyên đất thôi. Đấy. Đấy, làm cái gờ lên đây, vuông vắn lại ở đây. Tới này đặt được mối kiềng cho anh sinh hoạt, anh đun củi. Phía bên này anh em chỉ láng bê tông thôi. Vào cái khu vực bên này thì mình có thể là để chứa ngô nghĩa chẳng hạn. Thì anh Công xem mình thiết kế được cái khoảng ngắt xếp ở khu bên này không? Được, đơn giản. Thiết kế một cái khoảng ngắt xếp nữa. Đây các bác nhìn thấy là nhà tận dụng hết đất, nên là những cái góc này toàn bộ là không, gần như là không góc nào được vuông. Có cạnh mỗi cái nhà dài, kho này. Cạnh này nhà kho này thì phía bên dưới này được 3 mét, phía bên trên thì bữa nào đo được 2 mét. Đấy, nó như cái hình bình hành. Cái này là cái đất, khoảng đất này là khoảng đất chắp vá, mà đáng lẽ nếu mà đúng tiêu chuẩn của anh em mình làm ngôi nhà từ phía bên này đổ hất cho bên kia thôi là đủ tiêu chuẩn, là phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh. Nhưng mà mình còn được mấy khoảng đất này dơ ra thì ban đầu dự tính của em là cũng muốn làm một cái bếp lửa riêng ra cho anh đun nấu, rồi hai nữa thì là làm tiện làm cái nhà kho. Đấy, thì ở đây khu vực đun bếp củi ở đây thì mình sẽ không, có thể là vẫn thiết kế, có thiết kế gác, chắc gác thiết kế bên này sang nhỉ, bên này đốt củi lên thì mình không thiết kế gác nữa anh nhỉ. Được mà em, làm rộng nó khoảng tầm 1 mét, cao nó chạy phát sang kia được mà. Chạy sang bên này á? Nó gần như là cái gác bếp của mình ở dưới suối ấy. Mình có thể để được các cái đồ... Nhưng mà đun củi lên thì nó sợ ảnh hưởng không? Không vấn đề gì. Chắc là vẫn dài ván. Nhưng cái này phải nói là thật sự mọi người phải có kinh phí. Hiện tại kênh của em thì đang sợ là sau khi làm xong thì sẽ bị âm kinh phí. Anh nghĩ là nếu mà làm thì chỉ cần làm cho anh ấy cái khung thôi. Xong là anh ấy lấy cây về. Không cần ván nhá, cây gỗ tròn tròn bằng này thôi, giải lên đấy là anh có thể để ngô các thứ ở trên đấy rồi, chống muối mọt. Đúng rồi. Nó khác gì như những cái nhà của người Mông, người ta đều làm tất sàn ở trên, đun bếp ở dưới để các thứ bên trên chốc. Còn như ở dưới xuôi là gọi là cái gác dựa, gác bếp. Vâng. Bao giờ ở nhà nông thôn này nhà nào cũng có. Em nghĩ là anh vẫn làm từ khoảng 1m8 đổ lên trên. Khu vực dưới này vẫn là có thể để được những cái khác. Đấy. Và hai nữa người mình vào cũng không phải cúi. Đúng rồi. Đấy. Đây có thể làm tới đây. Hết tầm vớ tới đây thoải mái. Đằng này nó có thể hẹp tí nhưng lên đằng kia là nó rất là rộng. Nên đằng kia, từ kia nó lên mái còn rộng lắm. À đây, anh Hòa cố tình để những cái kia để thoát khói à? Không, cái đấy thợ để thôi. Hay là thợ. Hôm qua em chỉ đạo anh em để hai ô thoáng ở phía này, cuối cùng ông bịt vào hết. Sợ. Sợ. Cửa sổ cũng không thích để. Nói chung là người Mông thì họ thường thường là cái quan điểm là cái bốn bức tường xây lên kín hết, như cái nhà gì anh quay ở nhà gần nhà lúa ấy. Anh Báo. Bốn bức tường lên, có cái gì đâu. Đấy nhà đấy hôm nghe nói là 130 triệu đấy. Không có một cái gì hết, bốn bức tường. Lợp mái bờ rô, thậm chí là phần móng còn không làm rằng cả. Không có gì rằng móng mà tường cao đến 5 mét. Giống đấy. Nhà A Giang. À, nhà A Giang có rằng móng đấy chứ.
Nhà ràng thì còn có ràng móng nhưng mà ràng tường thì không có. Chết nhỉ. Đấy. Đi xe như thế thì không đảm bảo chắc chắn. Mà có bác thấy là cái chủ yếu là tiền vật liệu và tiền công xây nó đã lên đến bằng đấy rồi. Anh em mình xây một cái ngôi nhà độ dao động độ khoảng 120 đến 150 triệu thì thi thoảng vẫn có bác mà nói là sao hết nhiều. Quả thật thì mọi người phải căn cứ vào cái ngôi nhà để mọi người đánh giá. Anh em mình gọi là làm tối giản hết có thể rồi. Từ tối giản hai nữa là anh em mình cũng phải đảm bảo chắc chắn, bỏ công bỏ sức ra hỗ trợ cũng rất là nhiều. Vâng. Và còn làm việc với lại anh em đội thợ xây thì cũng mặc cả lên mặc cả xuống từng bớt một. Thực ra không muốn mặc cả tí nào, họ đều là những người khó khăn người ta mới đi làm thôi. Tuy nhiên thì đấy, để quay để cũng để cho mọi người có một góc nhìn đánh giá đấy, thấy là người Mông người ta xây nhà thậm chí cửa nhá còn chắp vá đấy. Cửa làm bé tí, làm bằng mấy thanh sắt xong là hàn B40 vào đấy mà đã lên tới 100 mấy chục triệu, không có một cái gì hết. Bốn bức tường nền không có, không chát được, hơn mỗi cái là có hai cái cột trong nhà. Không có phòng có viết gì cả. Khác gì A Giàng ngày trước ấy. A Giàng làm cái nhà đấy cũng rơi vào 150 đấy anh ạ. A Giàng thì hơn là có ràng móng với đổ cái hiên tây. Rồi. Thông lại thì okay. Tốn kém lắm mọi người ạ. Đun nước rồi hả? Pha chè rồi à? Anh Hòa có thích ngủ giường sắt không? Nó thích ngủ giường sắt không? Hả? Ô, tôi không biết đâu. Giường sắt là cái gì? Hả? À? Nhờ? Giường sắt là cái gì nhỉ? Không biết. Thế hỏi tôi chịu thôi. Thế đợt nọ Khâm trả cho một cái giường rồi đây, đúng không? Có một giường rồi đúng không Khâm? Cái để nằm ấy, cái để ngủ ấy. Cái để nằm ngủ. Ừ. Có một giường đúng không? À, đợt tới này thì có bà Hiền liên hệ với kênh của anh đấy, cũng hỏi qua ý kiến của Khâm xem là bà muốn cho một cái giường, tuy nhiên là sẽ là giường sắt, sẽ nhờ anh gia công luôn đấy, thì hỏi anh Hòa xem đã có đủ giường chưa thì bà sẽ muốn hỗ trợ cái giường đấy. Bà không muốn hỗ trợ giường gỗ vì là bà thấy là giường gỗ là sợ nó không được bền vì là anh Hòa rất là đông con. Thế thì tốt quá. Bữa trước thì bà cũng có gọi điện cho cháu Khâm và cũng đặt vấn đề là tặng cho A Hòa rồi. Khâm rất là cảm ơn. Bây giờ có thì anh em mình món quà nào cũng muốn nhận cho gia đình hết. Thời điểm hiện tại thì có một cái giường gỗ sẵn rồi. Thì nếu mà em đang nhân tiện video thì cũng xin ý kiến của bà, anh em hợp lý không? Nếu gia công cái giường sắt thì em muốn là làm cái giường tầng. Giường tầng để cho các con ngủ. Bây giờ thì đông quá. Giường tầng thì mình sẽ thiết kế là nó thấp lại. Mình cũng không xây quá cao như cái giường tiêu chuẩn ở ký túc xá của sinh viên. Miễn sao là anh phải hộ em cái tầng thứ hai thì xây cái thành nó cao lên một tí. Ý là nó không trẻ con nó trôi tọt xuống được. Nó phải có lan can. Ừ. Thì nếu mà kinh phí không biết là bà cho bao nhiêu, nhưng mà nếu mà được thì vẫn muốn làm là cái hai cái một cái giường sắt thì thiết kế thành hai cái giường ngủ để cho các cháu là có thêm không gian ngủ. Thì các bác biết rồi, phòng ngủ thì anh em mình do đất đai mọi người thấy rồi đấy, chắp vào vá chỉ xây được hai phòng ngủ thôi. Và bây giờ thì trẻ con thì nếu mà có thêm cái giường tầng thì sẽ có thêm cái chỗ ngủ đấy, không gian thì nó không tốn kém bởi vì mình đặt một cái giường mà phía bên trên thì gần như không gian không sử dụng đến đấy. Nếu mà được thì một cái giường tầng này là bốn em bé là có thể ngủ rồi, 4-5 em luôn đấy, thoải mái, giường 1m2 cơ mà thoải mái ngủ. Thì là xem nếu mà chắc chắn là sẽ phát sinh thêm kinh phí thì xem ý kiến bà Hiền có hợp lý không. Bây giờ một cái giường gỗ thì anh em mình sẽ đặt ở một phòng rồi đấy, và giường gỗ kia thì sẽ không thiết kế được thêm giường tầng nữa, nên là có thêm cái giường sắt mà có thiết kế được thêm một cái tầng nữa thì là nó sẽ là hợp lý đấy, hợp lý nhất. Đấy, thứ nhất là cái giường để mà làm giường tầng thì cái chiều rộng sẽ thu gọn vào đấy, thì cái không gian phòng nó tự nhiên nó sẽ rộng ra đấy, mình tăng chiều cao nên thành coi như là một giường thành hai giường. Ok, thế để anh sẽ hỏi ý kiến bà. Ý kiến bà chắc chắn sẽ phát sinh thêm kinh phí thì bà Hiền có ủng hộ được hay không. Nếu không được thì là nếu bà Hiền đồng ý thì có thể là anh em sẽ xin thêm các nhà tầm chấp mỗi người một chút
Không, nó chắc nó không phát sinh đá bao nhiêu đâu. Hợp lý đấy, Bởi vì không nghĩ nhà thế đông là hợp con lý quá. các bạn, là vì là cũng nghĩ cho tất cả các hoàn cảnh thôi. Thấy nhà anh Hòa khá là đông trẻ con, em Công thì chỉ nghĩ là làm cái giường 1m6 thôi, Vâng. anh cũng tính là làm cái giường 1m6 thôi. Sáng nay cũng nói chuyện với bà là như vậy, Mà không biết nhưng giường mà tầng em có vào để ý cho kiến vào kiểu gì, hay là về đây mới gia công hay như thế nào. Đấy. được, khác có cách, Khá có cách đúng khác có cách xử lý, không? mà cần thiết thì lắp ghép. Vì giường tầng này nếu mà hàn luôn thành cái giường tầng thì không thể cho qua cái cửa này được, Vâng. còn nếu mà cái giường kia thì mình Em nghiêng nó đang lên tính thì được. là vào thì có thể lại lắp ghép xong vào trong anh cứ hàn cứng là cho em. Cái ngôi nhà này sẽ là cái ngôi nhà con anh Hòa rồi A Hòa ở cả đời rồi. Đấy. Không đi đâu đâu được nữa rồi. Đúng rồi. Khẳng định là như vậy luôn. Đến đời con không biết là đến đời chứ, đến đời thò nó có khá lên hơn được không, có đi ở chỗ khác được không. Những cái ngôi nhà này sẽ chắc chắn là sẽ nằm vùng ở đây đến khi nào mà nó không còn sử dụng được nữa. Đấy. Chắc chắn với mọi Chung người. quy thì cái giường sắt thì nếu mà để cố định thì không bao giờ nó hỏng được, Vâng. không bao giờ nó hỏng được. Mà cái điều quan trọng nhất với lại mọi người bà con ở đây thì cái quan trọng là nó phải là bền, Vâng. nó phải là bền đã đấy. Nếu mà làm giường tầng là hợp lý đấy, anh nghĩ là hợp lý vì là Đấy, sẽ rất giường là rộng rãi cho các cháu ngủ. anh sẽ đo ở bên này xong giường tầng là mình sẽ quay cho nghe. Còn một cái không gian để tới này có thể đặt bàn ghế cho các bé học bài này. Thoải mái Đấy. em, giường 1m6 thì nó sẽ chiếm rất là nhiều diện tích, nhưng mà mình kia chỉ làm tầm 1m đến 1m2 thôi, Đấy. mỗi một tầng là hai cháu có thể ngủ Theo em là đặt đặt ngang như này này, đấy. đấy, Anh đặt thấy như hợp thế lý không? Thì nó chỉ cần đến đây thôi, xem là 1 2 3 thì nó 1m2. đấy. Nó 1m2 ở đây thì là có thể là hai cháu ngủ giường dưới, hai cháu ngủ giường trên thì là bốn cháu. Nghĩa là bốn cháu lớn lớn ví dụ như Dua với Dở rồi là hai đứa con trai Chứ với Thò có thể là ngủ bên trên chẳng hạn. Trước mắt thì chỉ có tính toán như vậy thôi, còn bây giờ các bác bảo là nhà con nam con nữ đến lúc là sau này lớn lên như nào, lớn lên thì A Hòa tự tính là A Hòa đi mua đất ở Đúng phố rồi, cho lớn nhá. lớn lên thì cũng phải bây giờ lo anh em mình. Thực ra là nếu như Khâm nghĩ được như thế là mình thấy rất là mừng, vì là đấy, còn tính đến chuyện các cháu rất là đông cơ. Đấy, làm sao ngủ cho thoải mái, vì là mọi người ở đây có thậm chí là đến 5 người ngủ một cái giường 1m2. Đúng rồi. Đi tất cả các cái nhà Mông ở đây là đều thấy là chỉ có giường 1m2 thôi. Còn không biết được đến 1m2 không. 4 5 người trong một gia đình như thế này, nếu mà kể cả giường 1m2 nhá, với cái tầm tuổi như các cháu đến bây giờ ngủ ba cháu ở một giường ở một tầng vẫn là thoải mái rồi. Thế là xem Được, ok, bài thế ở để đây anh là sẽ rất hỏi là lại ý cảm ơn kiến sự bà. ủng hộ của bà Vâng, và các bác ok. nhà hảo tâm. Ra là đối với thời điểm hiện tại thì kể mà không có thêm món quà nữa thì Khâm cũng rất là mãn nguyện cho gia đình A Hòa. Này sạch sẽ, có thể là lau đi cái giải một cái chiếu là gia đình đã có thể ngủ được. Đấy mọi người, so với lại trước đây nhìn nó kinh khủng như nào mọi người ạ. So với Giải trước chiếu đây nó nền đất. đã là đổi đời rồi. Đổi đời thật đấy chứ. Kể cả là ở đây nằm nền cũng đã là đổi đời Đổi rồi. đời thật đấy chứ, đùa đâu. Cố gắng nhá. Được rồi, thế thì thôi là cũng để cho anh Hòa nghỉ một lúc rồi bây giờ tiếp tục làm nhá. Còn em Sao em cũng ở đây bây giờ tí nữa họ về nấu cơm, bây giờ tí nữa ôi họ thôi về em mới vội đi. quá rồi, em phải đi Họ về nấu nấu vịt à? Nấu ngan à? mùng cái công an. Nhà hay sao? Nấu công an. Ôi không nấu đâu. Phải đi xuống thành phố bây giờ. Đi gặp lãnh đạo rồi. Cảm ơn ý tốt thôi. Bố Mệt em nó thì cũng ăn ở đi. đây về này nó ở đây là sao nó uống nước Xin từ về chối uống nước cho xin nước ngan để cho các không. con Nay ăn. anh Hòa phải Sao giữ nó bằng được Khâm ở ở lại ấy đây nhá. ở đây sao à, nó thật tí sự nữa với họ các về bác thì có việc thật, hôm nay giúp anh ấy làm như thế thì để mà mai có vậy, kịp cho thợ sao làm, nó không nó giúp không được thế mọi người. một cái kho công Rồi, an đấy. cảm ơn món quà của cô Như. Cô Cảm Như ơn sự ủng hộ của cô Hiền và tất cả quý nhà hảo tâm cùng quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm và đồng hành cùng anh em mình. Hy vọng rằng là sẽ luôn luôn được mọi người đồng hành, ủng hộ trong những cái hành trình sắp tới. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh nhé. Xin cảm ơn cô Như rất nhiều, đã có một cái món quà cho A Hòa, và cũng xin cảm ơn bà Hiền lại tiếp tục hỗ trợ cho nhà A Hòa một chiếc giường. Thế thì để anh về anh sẽ hỏi ý kiến bà.
chắc là bà đồng ý thôi, vì là nó hợp lý mà. Nó rất là hợp lý cho gia đình. Đấy, gia đình lại có những món quà rất là tuyệt vời. Và có lẽ là video này cũng xin phép dừng ở đây thôi. Xin kính chào, tạm biệt cô ba anh chị và tất cả mọi người. Xin chào ạ.